Chào cô bác anh chị em và các bạn. Gà nấu được rất nhiều món ăn. Hôm nay mình khuyên lại tiếp tục chia sẻ thêm một món ngon miền Trung có tên là gà nấu sáo sả, hay là gà nấu sả miền Trung, gà nấu sáo ăn cùng với bún hay là với cơm. Bây giờ mình cùng bắt đầu nấu món ngon này cho gia đình nha. Để làm món này mình cần có một con gà ta, tức là con gà dai đó. Đây là con gà 1,6 kg. Ở đây mình mua cái con gà để nấu súp nè. Thường khi mình khuyên cũng chia sẻ các món mà mình nấu với thịt gà kho thì cũng nên làm cái này thì nó mới ngon. Nếu mình làm cái gà mềm á là có thể làm cái đùi cũng được. Muối thì mình cứ nắm lấy một nắm tay khoảng 1-2 muỗng canh cũng được cho lên. Sau đó cái mình cho một chút xíu nước nóng lên bên dưới, rồi lấy tay mình chà xát gà. Có lông thì mình nhổ đi, lại rửa sạch. Và cũng đừng quên ngay chỗ cái phô câu này mình cắt đi, bởi vì cái này nó hôi lắm nè. Mình rửa bằng cái nước nóng từ vòi cho sạch, cho đến khi nào mình thấy nước trong là được. Rồi mình sẽ cắt hoặc là chặt ra đều được. Thường mình khuyên hay lấy kéo cắt nó không có bị văng. Cắt khoảng 4 cho đến 5 cm vuông. Cắt như nè, kích cỡ vừa ăn. Cái này chút nữa nó teo nhỏ lại, bởi vì cái gà này là gà súp. Nếu mà gà ta bình thường thì cắt nhỏ hơn, giống như vậy cũng được nè. Mình để cho ráo nướng. Gia vị sẽ có mắm ruốc Huế, tức là mắm ruốc trà Huế đó. Nghệ này là mình cắt lát ra nè. Nghệ bây giờ người ta bán trong tất cả các siêu thị luôn. Cái này mình lấy khoảng 30 g. Anh chị em và các bạn biết không, cái nghệ ăn tốt lắm, do đó mình có thể cho nhiều chút. Hành tăm, hay là còn gọi là củ nén đó. Không có thì mình lấy hành tím cũng được luôn. Rồi đây mình có 8 tép sả, 8 cây sả vậy nè. Tất cả những cái này mình đập dập. Rồi nếu ăn cay thì cho ớt. Thường là món này là món ăn miền Trung, thành thử ra là người ta nấu cay đó. Nhưng mà hôm nay mình nấu cho nít ăn luôn, mình không có làm ớt cay. Bây giờ mình sẽ ướp nha. Gà để ráo nước rồi, cho vô thau. 1,6 kg gà. Sau khi mình bỏ đủ thứ ra hết thì còn lại khoảng 1,5 kg. Để giảm mùi nồng của mắm, anh chị em và các bạn sẽ cho vô lò vi sóng nè, tức là microwave đó. Mình bấm khoảng 30 giây. Đây là cái muỗng cà phê. Anh chị em và các bạn cho bột nêm gà 2 muỗng cà phê vuông. Đây là cái muỗng canh. Mình lấy một cái muỗng vuông như vậy nè. Mắm ruốc trà Huế. Người miền Trung người ta không ăn đường nhiều đâu, ăn mặn lắm á. Mình cho một muỗng cà phê vuông đường nè. Một muỗng canh dầu màu điều. Đập dập sả xong rồi mình cắt cho vô. Mỗi khúc khoảng 4-5 cm vậy đó. Khoảng 10 cái củ hành mình cũng đập luôn. Cho ra tinh dầu mình ướp mới thơm. 5 g gừng cũng đập luôn. 10 g tỏi. Sau đó anh chị em và các bạn trộn lại và ướp trong vòng 15-20 phút. Nếu có thời gian thì ướp lâu hơn. Và để nấu cái món của người miền Trung, nhất là món gà, thì người ta sẽ nấu với lại dầu phộng. Nhưng mà nếu không có thì cũng có thể nấu với dầu ăn bình thường. Rồi mình cho chút tiêu. 20 phút sau mình quay lại để nấu nha. Trong lúc đó nếu như ăn bún thì mình chuẩn bị bún nè, hoặc là rau. Rau thơm, rau xà lách các loại. Thơm quá. Và người miền Trung khi nấu cái món sáo sả thì người ta sẽ lấy cái cổ của con gà. Cái cổ này nè, cái bầm thiệt là nhuyễn luôn. Sau đó nêm gia vị, cũng hành, tỏi, củ nén nè. Rồi sau đó người ta mới vo lại thành viên. Rồi khi mà thịt gà này gần chín thì cho cái viên thịt gà đó vô để cho chín. Nhưng mà hôm nay mình không có làm cách này bởi vì mình lười quá. Anh chị em và các bạn cũng có thể bầm nha, để làm cho đúng kiểu. Đây là dầu phộng, trong tất cả các siêu thị đều có bán. Mình sẽ cho 2 muỗng canh.
sau đó cho nghệ. Nếu là nghệ bột thì mình sẽ ướp thẳng vô trong gà, không cần làm giống mình khuyên nha. Còn cái nghệ tươi đó thì mình phi trong dầu cho ra màu. Mình để khoảng 1-2 phút cho nó ra cái màu nghệ. Rồi cho hết gà vào luôn. Sau đó mình để lửa lớn, mình xào cho săn lại tao trong dầu. Anh chị em và các bạn đảo liên tục giống mình khuyên nè, để cho thịt thấm gia vị. Nãy giờ mình xào cũng khoảng 10 phút, bởi vì cái con gà này là gà súp, nó ra nước nhiều lắm, không có cạn. Thì nếu như anh chị em và các bạn có nước dừa tươi thì mình cho, còn không có thì mình cho nước sôi cũng được. Mình chế vô cho ngập gà, ở đây là 600ml nước. Nếu như mà mình nấu gà khác á thì có thể chế nhiều hơn chút, bởi vì cái gà súp nó ra nước. Mình thử mình khuyên chế 600ml thôi. Mình sẽ nêm 800 đường phèn, nước mắm ngon mình cho 2 muỗng. Sau đó trộn lại. Bếp chín số mình để số 3. Sau khi kho một lúc thì mình vớt bọt. Cái này mình kho lửa nhỏ nó cũng không có ra bọt miếng nào luôn. Con gà này nó mỡ lắm, do đã nấu xong anh chị em và các bạn sẽ phải vớt bỏ cái mỡ này đi. Và để tiết kiệm thời gian thì mình chỉ cần nấu khoảng 20 phút. Sau đó mình tắt lửa, mình đậy nắp là chút nữa nó chín mềm. Sau khi đủ 25 phút, anh chị em và các bạn sẽ thử lại nha, coi nó có vừa khẩu vị gia đình mình không. Món ăn của người miền Trung thì rất là mặn, nhưng mà mình nấu theo khẩu vị của người miền Nam, như vậy là vừa ăn rồi. Anh chị em và các bạn thích thêm thì có thể thêm mắm ruốc hoặc là thêm nước mắm nha. Cái đùi thiệt là lớn, kho xong còn có chút xíu à, bởi vì nó ra nước quá chừng đó. Thường là sau khi mình nấu xong món này mình vớt mỡ ra, bỏ hết cái mỡ này ra nè. Khi ăn thì mình có thể dọn lên bàn ăn nóng, cho ra nồi, ăn với bún hay là cơm đều ngon. Gà này có nhiều mỡ nên thử mình vớt bỏ hết cái mỡ ra. Món ngon cho mọi nhà, dễ nấu, ngon quá chừng. Cuối cùng mình cho chút tiêu. Mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng gia đình thêm món ngon. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới.